Mời bạn nam. Mời các bạn. Bạn gái em hãy giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thanh. Em năm nay 24 tuổi. Hiện tại em đang làm giáo viên mầm non. Quê em thì ở ngoài Hà Nội và hiện tại em đang làm việc và sống ở tại Hồ Chí Minh ạ. Một cô giáo rất dễ thương. Mời bạn trai. Em tự giới thiệu Trần Đình Cường, 26 tuổi, hiện nay đang là ở quận 12 và làm việc tại quận 9 bên thuốc ngành thuốc thú y ạ. Mình giới thiệu một chút về mình đi, điểm mạnh điểm yếu của em. Về điểm mạnh của em thì em là một người rất là vui vẻ, dễ gần, biết chăm con nít. Khuyết điểm của em thì là em hay quên ạ, hay mít ướt. Còn một cái khuyết điểm nữa của em thôi, chắc em nói một hồi anh Linh bắt bẻ em là em hát hơi dở ạ. Thường mấy người hát dở là hay hát lắm á. Dạ vâng, đúng rồi đó anh. Rất thích nghe những người hát vâng. Dở. Rồi làm luôn câu đi em. Làm luôn. Trời ơi, em thì dòng nhạc của em yêu thích là bolero. Nhưng mà em xin hát một bài về nhạc trẻ. Nhạc gì em? Thích dòng nhạc gì? Bolero. Bolero hả? Dạ vâng, nhưng mà em xin hát nhạc trẻ đi ạ. Chứ hát xong nhạc... Thôi thôi, hát nhạc anh thích bolero. Bolero đi em. Đúng sở trường của mình đi em. Dạ nói trước là em hát hơi dở nên được là rồi. Tất cả quý vị đừng có cười. Và cái thứ hai là em mong là anh Linh là giúp là giữ bạn trai bên cạnh là giúp bình tĩnh giúp em ạ. Không một hồi hát xong rồi nhớ mấy bạn đi chạy mất ạ. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Dạ, em xin hết ạ, để đảm bảo an toàn em xin dừng ạ. Bài này ruột của anh đấy em. Bài ruột của anh Linh đó. Tới bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là gì? Dạ điểm mạnh của em là nấu ăn, thể thao. Rồi có tật xấu gì không? Tật xấu là có hay bị trễ giờ xíu. Trễ giờ. Ủa thường bạn gái mới trễ giờ chứ bạn trai hẹn cũng trễ giờ nữa hả? Em mắc căng điểm hả em? Chắc do kẹt xe á chị ơi. Xe mình tự hao đi sớm chút đi em. Dạ. Dạ mà tính em cũng hay quên chị ạ. Có khi nào anh đi chế rồi em hay quên là coi như hủy luôn đó chị. Đó. Em được mấy mối tình rồi? Dạ một ạ. Quen lâu rồi? Dạ quen cũng được 2 tháng. Trời ơi. Rồi chia tay lâu chưa em? Dạ chia tay cũng lâu rồi chị ạ. Dạ 3 năm. 3 năm rồi. Dạ. Còn em thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng trải qua có một mối tình ạ. Tại vì do cái môi trường làm việc của em thì thực sự là cái rủi ro ế là rất là cao. Có tiếp xúc thì cũng chỉ toàn là phụ huynh và con nít. Em lại thêm một cái tật xấu là em lại hay làm biếng đi chơi. Nên là buổi tối em có đi đâu em có đi lòng vòng quanh nhà em thôi. Nên là em cũng ế cũng mấy năm nay rồi ạ. Thế là cũng nhiều lần là cũng vượt qua số phận. Tức là cũng tự mình đi tìm lấy tình yêu. Nhưng mà cũng đều thất bại chị ạ. Tìm bằng cách nào mấy lần đó tức em là tìm em, tức là em nghĩ ra một cách đó là em mặc đồ đẹp. Rồi em thay đồ em trang điểm. Rồi em tìm một quán cà phê để em ngồi một mình. Rồi em mong là có anh nào sẽ đến. Rồi lần đầu tiên thì em cũng có đến. Xong rồi cũng có một anh. Cũng có nhiều người đi qua nhìn. Nhìn xong rồi người ta đi vô luôn. Em nghĩ là chắc trong đầu người ta nghĩ là em đang chờ em đang chắc đợi đang chờ ai? Bạn gì đó. Vậy là em có bồ rồi. Em đó, biết chị mà, lâu là thì cái chị chỉ nhưng mà chị, em mới mà kêu. Lần thứ nhất là em chưa bỏ qua là lần thứ hai em vẫn kiên nhẫn em vẫn tiếp tục em tìm một quán cà phê khác. Và địa điểm em tìm là hầu như là cũng toàn thanh niên trẻ thôi. Và lần thứ hai thì em chọn địa điểm em ngồi giữa. Tại vì em nghĩ là lần đầu tiên có thể em do ngồi gần quá người ta không nhìn thấy. Thì lần thứ hai thì cũng y như lần đầu là người ta nhìn xong cũng nhìn mình nhìn xong người ta đi thẳng. Mà ta nhìn em có cười lại không? Dạ có chị, cười nụ cười rất là chiều mến ạ. Còn lần thứ ba nữa chị. Ba nữa? Có đầu tư. Dạ, lần cuối cùng là em quyết định là em lần này là đầu tư hơn. Tức là em ngồi ngay cái đường đi vô luôn. Dạ, không chị. Chỗ đi vô là mình ngồi rồi. Lần này là cũng nói chung là cũng có một chút thất vọng mà thôi. Người các cụ cũng bảo là quá tăng ba bận. Thì lần thứ ba mà không được thì thôi. Mình cũng coi như là mình xác định là ế theo mình dài. Lần thứ ba là em tìm một cái quán là cũng gần nhà em. Cũng khá là nhiều thanh niên. Thì em lần này thì em ngồi ở trong góc thôi. Thôi lần này là tự mình chủ động là cọc đi tìm cho là mình tia xem có anh nào. Thế là ngồi một góc xong rồi ngồi một lúc lâu có một anh cũng dáng cao cao, thư sinh xong rồi cũng lại gần. Lần này là mừng lắm chị ơi. Mừng. Thấy có một anh vô hỏi mừng, mừng, mừng lắm em. Thế là anh vô anh hỏi em là em ơi em ngồi một mình à. Ánh mắt thì chiều mến mà nụ cười giọng nói thì nhẹ nhàng. Em nhìn mà thua quả này là dính rồi. Thế là em cũng ngồi. Thế là em có trả lời anh không? Dạ có chị. Em kể tiếp xong rồi sau đó em nhìn lên em cũng sướng lắm em phải kìm lại. Sao em cũng cười thôi mà dạ vâng em ngồi một mình ạ. Thế xong rồi anh hỏi một giọng nói rất là nhẹ nhàng. Vậy cho anh xin cái ghế nhé. Thế anh về ra là bố ông ngồi bên kia. Thế ông dám xin cái ghế. Thế là từ đó là mất niềm tin rồi chị. Thế là từ giờ ế đến tận bây giờ. Trời đất. Vô duyên dễ sợ luôn. Dạ em cũng mừng hột lắm anh ơi. Chuyện thiệt không hay đang kể chuyện hài vậy? Dạ không thiệt đó chị hỏi chị gái em biết duyên em dễ thương là quá, em cũng đầu tư lắm. Tại cái số em sao đó chứ. Dạ vâng em muốn mình sao xui dữ hả chị. Thôi hôm nay là hy vọng gặp ông mai bà mối mát tay nha. Hy vọng là em sẽ là người thứ tư.
vào khu vực đó và đừng có nói quỷ sứ ghét ghê, quỷ sứ ghét ghê sợ. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến em gái, em muốn tìm bạn trai thế nào? Dạ về ngoại hình thì em muốn là bạn trai là nhiều tóc chút ạ. Chắc không anh ơi, chắc không. Hả? Không không anh ơi. Cũng không đoạn à. Sao? Dạ rồi, độ dài thì cao 1m7 ạ. Độ dài hả? Độ dài chắc không tới 1m7 đâu em. Bớt bớt chút đi em ơi. Dạ thì về tính cách thì hài hòa, vui vẻ với mọi người, không có gia trưởng, có trách nhiệm, phải men men lì một chút xíu. Chứ em thấy nhiều bạn trai, tức là ở ngoài đường đó chị, thấy trời nắng là ngại ngại rồi đi, rồi cứ che tay, rồi không có khẩu trang là la làng. Rồi bữa của em thấy người bịt kín mít rồi từ tay, rồi là đeo khiếng, đeo khẩu trang, mặc áo khoác. Nói chung là hơn cả con gái đó chị. Rồi nhiều lúc mà nhìn thấy như vậy là thôi, vô quán cà phê ông ấy cởi đồ xong là thôi chắc mình đi về luôn rồi đó. Đấy là ông cởi ra là đồ quỷ sứ à, quỷ sứ à, đen quá trời đen luôn trời à. Dạ dạ, là mình đi về luôn nữa. Bây giờ bạn trai muốn tìm một bạn gái thế nào? Dạ cao trên 55. Chứ không phải dài mấy 55 mà. Dạ không, dạ không. Rồi có luôn, còn gì nữa không em? À, thân hình chung là không mập, hơi ốm. Được luôn. Có gì khó hơn không? Không có chanh chua. Không chanh chua, chua. Gái chanh chua. Đấy, em là chanh ngọt rồi chị ạ, không có chua, bao ngọt luôn ạ. Anh thấy ấn tượng cô gái bên đây nha, cô gái đây có duyên lắm á, nãy giờ coi. Nghe nói dạ em chào anh, dễ thương không? Dễ thương thiệt luôn, hồi nãy giờ nói thật nha, anh nghe em nói thế anh tưởng tượng không có giống gì đâu. Qua anh bất ngờ lắm á. Em không thích gì ở người đàn ông? Sẽ là trên cơ thể, tức là mặc quần áo có một sự gọi là bố cục, gọi là thống nhất với nhau chứ. Mặc quần áo mà có bố cục. Dạ tức là đừng có mà giả sử như là trên xanh dưới đỏ rồi ở trên rồi ở dưới đôi giày màu tím, hoặc là một cái sự kết hợp nhẹ nhẹ, giả sử như là ở dưới thì mặc quần sọc, ở trên áo sơ mi đóng thùng gì đó trông nó kỳ kỳ. Bây giờ em đoán đi, anh Linh đang mặc cái áo trên màu xanh nè, em nghĩ khúc dưới anh màu gì? Dạ thì là anh cũng là một người mẫu lý tưởng mà em rất là yêu thích, thì em đoán là chắc chắn anh Linh là đang mặc là một chiếc quần jean và dưới là một đôi giày thể thao. Đúng rồi, hay quá. Không phải giày em, dép. Không nhận đây là cô gái ấn tượng nha, nãy giờ nó thật á, nãy giờ càng nói chuyện càng ấn tượng, mà qua nhìn em xinh như thế là càng ấn tượng hơn nữa. Có lãng mạn lắm không? Dạ không, thì em thì chỉ thích những cái gì mà xuất phát từ trái tim chân thành, chứ mà kiểu xến xúa quá như cả em ơi hôm nay em đẹp quá, em đẹp ơi là đẹp, cái kiểu vậy là em cũng không có thích. Em thích cái gì mình cứ thẳng thắn thôi, em ơi em đẹp lắm. Không có duyên mà. Dạ, tức là kiểu mình cứ chân thật. Được mà. Được được. Có muốn chị hỏi cái gì nhà trai không? Hỏi gì hỏi đi, nhà trai tôi cũng ngon lắm. Dạ, muốn hỏi xem là hôm nay anh ấy mặc quần áo màu gì ạ? Mặc gì ạ? Anh mặc áo màu đỏ. Áo màu đỏ. Quần màu gì được? Dạ có khi quần màu tím. Đủ bốn cục, đủ đủ. Bốn cục áo màu đỏ. Áo màu tím thì có thể là quần tối màu không chị, hay là quần màu xanh ạ? Thì em đoán đi, rồi chị biểu anh đi thay nè. Dạ sơ mi mà mặc với quần tây là đẹp nhất đó chị. Sơ mi quần xanh là em bỏ về liền rồi. Quần xanh bỏ về liền hả? Quần jean. Quần jean áo thun. Cũng được. Đẹp mà. Hợp lý, hợp lý. Đàn trai ngon. Ngon. Em có cái điều gì em không thích người bạn gái không? Không lè loẹt. Cô kia không thích lè loẹt thì chắc chắn cũng không lè loẹt. Thì đúng rồi. Đừng lo. Em hình dung bạn gái bên đây như thế nào? Cao. Cao. Có cao. Ốm. Vừa người. Hình như là đúng với sở thích em. Trời, chưa thấy mà biết đúng sở thích của em luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, nghe Linh nói. Bây giờ nếu được, bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ một năm cũng có thể là sống hơn đi, do hai bên nữa. Dạ tới luôn đi anh ơi. Tới luôn hả? Tới luôn. Có làm dâu không em? Dạ nếu mà được thì có chị. Có hả? Dạ. Làm dâu được không em? Dạ được chị ơi. Bây giờ cái gì phụ nữ hiện đại hết là không ngại với mẹ chồng chị ạ. Hay không? Mẹ chồng dễ lắm em ơi. Dạ không vâng, với cả em cứ nghĩ là không có mẹ chồng thì không thể nào có chồng mình được. Hay quá, thấy chưa, em thấy nhà gái chưa? Quá mạnh. Em mà nhìn thấy em còn ngất xỉu luôn, em phải bình tĩnh đó nha. Hơi bị được đó em. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ đi với cậu ạ. Cậu. Dạ. Nói chung Cường á thì nó hiền lắm, nó lanh lẹn, mà nó nhát lắm, nó không kỳ không... hiền, lanh lợi mà nhát. Nhân gái. Nhân gái. À nhát bạn gái. Nó còn bạn gái bên này thì chuẩn. Dạ con cảm ơn cậu. Nó còn bên chỗ bạn gái bên này là mẹ là bên chỗ mầm non đúng không? Dạ. Mẹ Cường mới là em gái Cường cũng bên mầm non luôn. Ồ. Oh. Dạ. Vậy là hiểu nhau quá. Hôm nay mình đi với ai? Dạ hôm em đi với chị gái và các cô trong trường ạ. Chị ruột hả em? Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào quý khán giả ở phòng quay ạ. Thấy bạn bên này thì chị thấy cũng được. Nói chung là Thanh thì thích nhẹ nhàng lắm, mà cũng hơi mít ướt, cũng có tính hay quên. Có gì thì hai em cứ tìm hiểu. Nếu mà được thì một năm sau có thể tiến tới cũng được. Nhà chị cũng mong lắm rồi. Cảm ơn chị.
Như vậy là thấy nãy giờ là mọi người ở trong trường quay rất là phấn khích rồi. Không biết hai bạn gặp nhau như thế nào. Thôi kéo màn. Kéo màn lên. Cặp này hợp đấy. Hợp đó. Hôm nay là hai người mặc áo cặp hay gì đó. Có thần giao cách cảm. Đỏ đỏ ha. Em cảm ơn anh. Sao em thấy bộ đồ anh mặc gì được không em? Dạ rất là tông xẹt tông ạ. Rất là được ạ. Được. Bây giờ khoan nói chuyện. Bây giờ dạ. Đây đang ngồi uống cà phê. Uống cà phê em. Ngồi dạ uống cà phê. Em tiến vô quán cà phê. Cổ đang ngồi giữa đường. Đó em làm gì em làm đi. Tâm trạng nhìn xa xăm. Đó tâm trạng nhìn xa xăm. Cổ đang ngồi uống cà phê nhìn xa xăm. À lạng qua lạng lại. Để em tôi dịch tới cho. Đây với ai vậy? Dạ em ngồi một mình thôi anh ạ. Vậy em uống gì chưa anh? Anh gọi. Dạ em gọi rồi anh. Rồi rồi em. Anh có thể ngồi đây được không ạ? Dạ vâng anh ngồi luôn. Chắc là có tâm trạng gì không? Đưa uống cà phê đúng không? Dạ không ạ, tới thả thính rồi. Thế là được không em? Lần này là dô là không có làm cao ạ. Mời ngồi dô liền và hút liền ạ. Thôi. Dạ, em với anh đến đây gặp nhau thì chung nào cũng có một cái duyên rồi. Còn mình có đến được với nhau hay không cũng là do một cái nợ nữa. Nên là em cũng mong là em và anh mình cùng cởi mở và mình cùng cho nhau cơ hội để mình cùng tìm hiểu ạ. Dạ nếu mà được thì mình tiến tới mình bấm nút luôn. Trời ơi, cơm, từ từ cơm. Bên lần thứ tư này sợ anh đi luôn. Buổi tối em làm về em có hay đi đâu chơi không? Dạ em cũng ít khi đi chơi lắm. Tức là bình thường em đi làm về xong em cũng ở nhà. Em phụ nhà xong rồi cũng xong xuôi cũng 8 giờ mấy rồi cũng ở nhà. Đi chơi thì cũng thỉnh thoảng đi cà phê mấy cô trong trường thôi. Dạ với em thì mình cứ có gì mình cứ chia sẻ thẳng thắn và thật thà với nhau là được. Đừng có giấu giếm cái gì. Với cả em nghĩ là cũng không có ai hoàn hảo cả. Mình đều có những cái điểm gì và tật xấu mình sẽ cho nhau biết để mình cùng nhau sửa. Vấn đề về chung thủy em đề cao cái đó hơn. Tại vì cái đó nó giống như kiểu là bản chất rồi, nó ngấm vào máu rồi. Còn những cái khác là sửa như là nóng tính hay là nhậu nhẹt gì là mình có thể cùng nhau sửa. Còn anh mấy tật xấu thì cũng không có. Hút thuốc thì cũng không. Nhậu nhẹt thì cũng có khi vui vui ở nhà thì có một ly hai ly. Không sao, em thì em cũng thoải mái lắm. Tức là đàn ông thì nhậu rồi đi chơi bạn bè thì em với em là bình thường. Tức là mình biết cái đà mình dừng lại là được rồi. À, trong gia đình thì về kinh tế ai sẽ là người quản lý? Dạ vợ. Dạ, nói nghe, vợ nghe cái này là phải bấm nút liền chị ơi. Ảnh không nói em cũng bấm nút liền. Chị biết mà. Chị biết mà. Chị với chị hiểu em, chúng mới cùng phe đó chị. Từ từ đi em, chị sẽ gả em. Hẹn hò sao? Nói luôn đi. Đi xem phim, ăn uống. Thì em thích đi nơi nào đó thì anh sẽ đưa em đi. Anh sẽ không nói câu là anh yêu em. Nhưng mà anh chỉ nói là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Và là chúng ta yêu nhau. Yeah. Dạ, của em cũng như trên ạ. Rồi, thôi được rồi. Cặp này lành quá ha. Suy nghĩ thật kỹ nha, rồi quyết định nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1. Cậu với vỗ tay rồi kìa. 2. Ba. Hết thời gian. Nắm tay đi hay. Đôi quá. Áo đôi ha, đấy, áo tình nhân ha. Đẹp đôi đấy. Cứ hết sức bình tĩnh, chị hứa chị gả. Đẹp gái, thông minh, hóm hỉnh. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng.